Một tài xế đã bị xử phạt 15 triệu đồng, tước bằng lái xe 3 tháng vì có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Vào trưa ngày 28 tháng 4, người tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng ghi lại hình ảnh chiếc limousine liên tục chuyển làn và lạng lách đánh võng trên đường, gây mất an toàn giao thông. Người dân sau đó đã gửi hình ảnh vi phạm của ô tô trên cho lực lượng cảnh sát giao thông. Nhận được video phản ánh, đội số 2 đã bố trí lực lượng dừng kiểm tra phương tiện tại khu vực trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Tài xế trú tại tỉnh Nghệ An đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và cam kết không tái phạm.